Hello, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyên Chương Bất Động Sản. Và hôm nay Chương đang có mặt tại một lô đất cực kỳ đẹp tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung của thành phố Nha Trang. Đây là một khu đô thị đông dân cư bậc nhất của thành phố Nha Trang hiện tại. Và lô đất của Chương tọa lạc trên con đường E1 và có vị trí cực kỳ đắc địa luôn, nằm cạnh bên tòa nhà Yến Xào. Ở phía trước kia chúng ta sẽ là bùn bên của đường E1 và đường B1. Và ngay tại cái bùn bên đó chúng ta có tòa chung cư CT9 vừa mới xây và cực kỳ đẳng cấp luôn. Là lô đất của Chương nằm kế bên đây. Với diện tích 108m², ngang 6 và dài 18m thì đây là một cái diện tích và một cái bề ngang cực kỳ phù hợp để chúng ta kinh doanh buôn bán. Thì mọi người cũng có thể thấy là lưu lượng xe lưu thông trên con đường này rất là đông luôn. Và con đường này sẽ kết nối ra nút giao Ngọc Hồi nha quý anh chị, rất là thuận tiện luôn. Và đó là con đường vành đai 2 của thành phố Nha Trang mình. Do đó đây là một cái vị trí kết nối giao thông chính của thành phố. Và mọi người cũng có thể thấy là Chương đang đi là trong một cái ngày ở trong tuần, là đây là ngày thứ tư. Thì mọi người cũng có thể thấy là hàng quán xung quanh á bán rất là đông đúc, cũng như là lưu lượng xe lưu thông rất là nhiều. Do đó là việc chúng ta kinh doanh buôn bán ở đây á rất là dễ dàng luôn nha quý anh chị. Yếu tố đầu tiên á đó là kết nối giao thông. Và cái yếu tố thứ hai á đó là cái lượng dân cư ở trong cái khu đô thị này. Thì hiện tại trong khu đô thị này chúng ta có tổng cộng 9 cái chung cư ở đây nha quý anh chị. Và chung cư là của VCN đầu tư, do đó là cái chất lượng công trình rất là tốt và người dân rất là tin dùng. Thì hiện tại là Chương đang có mặt tại chung cư CT9 và cái căn này là vừa mới hoàn thiện và vừa mới cho đi vào hoạt động nha quý anh chị. Mọi người cũng có thể thấy là dân cư đó, người dân người ta đang ở và người ta đang hoạt động ở trong cái khu vực này rất là nhiều luôn. Do đó là việc chúng ta là kinh doanh buôn bán tại cái vị trí này rất là thuận tiện. Bây giờ Chương sẽ nói sơ qua về pháp lý của cái lô đất này. Thì hiện tại lô đất của chúng ta đang có pháp lý đó là hợp đồng mua bán nha quý anh chị. Và khi chúng ta mà xây nhà hoàn thiện như các căn nhà Chương đang quay á thì quý anh chị sẽ được hoàn công nhà và ra sổ nha quý anh chị. Rất là đơn giản luôn. Toàn bộ 90% các cái bất động sản, các cái căn nhà ở đây là đều đã có sổ rồi nha quý anh chị, nên cực pháp lý thì cực kỳ là an toàn luôn, không như các khu đô thị như là khu đô thị Sân Bay nè, rồi khu đô thị Bắc Vĩnh Hải nè, nó sẽ có một cái số vấn đề về pháp lý thuế má với lại nhà nước á, thì dẫn đến là việc ra sổ cho người dân ở đây rất là khó khăn luôn. Thì đây là khu đô thị của VCN và một trong những khu đô thị đầu tiên và khu đô thị lớn của thành phố Nha Trang và đã có sổ toàn bộ rồi quý anh chị. Chỉ còn một số mảnh mà chúng ta chưa xây là chúng ta sẽ không có sổ thôi. Và những căn như thế này thì chúng ta sẽ mất đâu đó từ 2 tỷ đến 3 tỷ cho một căn nhà như thế này. Rất là rẻ luôn ha, rất là rẻ để chúng ta có thể là có một cái deal đầu tư rất là tiện ở tại cái vị trí này. Thì bất động sản ở trên cái mặt đường này nó đang dao động rất là cao luôn quý anh chị. Cái đợt trước thì nó đâu đó trên cả 100 triệu cho 1m² đất ở tại những cái vị trí như thế này. Với mức giá là 7 tỷ thì quý anh chị chỉ bỏ ra đâu đó là 70 triệu cho 1m² thôi quý anh chị. 70 triệu cho 1m² và đang rẻ hơn thị trường đâu đó là 30% giá nha quý anh chị. Và nếu như mà quý anh chị không muốn bỏ lỡ một cái cơ hội đầu tư tuyệt vời như thế này thì hãy nhanh liên hệ cho em Chương để được làm việc trực tiếp với chủ nha. Em Chương sẽ để mọi thông tin ở dưới phần mô tả. Em Chương xin cảm ơn.